Mình chuẩn bị nhuộm tóc lại. Đây là màu tóc hiện tại của mình. Nè, tóc mọc ra rồi thấy không? Hôm nay mình đã hốt được cái thuốc nhuộm brand Nhật mà mình hay xài. Bây giờ mình phải xài cái thuốc brand hàng mua ở TNT. Mặc dù hôm nay không mua được cái màu vàng mình hay xài, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng sẽ work. Ok, bây giờ mình sẽ làm bước 1. Bước 1 theo họa chỉ là mình sẽ đổ cái số 1 vào cái số 2. Cái số 2 bây giờ nó có màu rồi nè. Bây giờ mình sẽ lắc nhẹ để nó hòa vào nhau. Cái áo này của mình làm lan màu rồi, cho nên mình lấy nó mình mặc nhuộm tóc luôn thì có gì không sao. Khi mà chét nó nhớ lưu ý là cái phần chân tóc này nè, nhớ xịt vô phần chân tóc nha. Ok, bây giờ mình sẽ để 30 phút. Tóc mình ngắn cho nên mình xài hết có nửa chai à. Lát nữa mình sẽ dặm lại phần chân tóc.
Ta-da! Đây là tóc mình sau khi nhuộm xong. Một trong những điều mà mình cực kỳ thích cái thuốc này là nhuộm xong tóc rất là mượt, không bị khô. Cũng có thể là do tóc mình thôi, mình cũng không biết nữa. Màu lên khá ok, chân tóc nè. Ok, bây giờ mình sẽ tóm gọn lại ba lý do tại sao mình thích cái brand này. Thứ nhất là giá rất là phải chăng. Cái thứ nhì là màu lên khá là chuẩn. Mình thích nâu ngã vàng chứ không phải nâu ngã đỏ. Và nó ngã vàng. Và lý do thứ ba là tóc không bị khô sau khi nhuộm. Này, hồi nãy em mới nói xong tóc rất là mượt. Với lại thêm một cái phụ nữa là trong lúc mà mình pha thuốc lên đầu đợi 30 phút đó, thì da đầu mình hoàn toàn không bị rát. Mặc dù da đầu mình là siêu nhạy cảm luôn. Nói chung là mới đẹp.